không đi được. Xín quá. Xín xín quá, không có thấy đường mà là ôi xín. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con game 17 cộng nha mọi người. Con game này thì nó sẽ có hai loại, là một là 13 cộng, hai là 17 cộng. Và tôi đang chơi một cái con game là 17 cộng. Tại vì con game này nó có một cái nữa là mình có thể uống rượu và mình xỉn mọi người. Ấy, và con game này là nó không thể nào mà nó dành cho những người nào mà dưới 17 cộng được, nó chỉ dành cho những người trên 17 cộng thôi. Và tôi là đã được xác thực là cái tài khoản của tôi đã trên 17 cộng rồi, nên là tôi có thể chơi con game này thoải mái và không bị gì. À, ok. Bây giờ trong tên con game này là Sip and Ring. À lộn, Sip and Ride. Nhấm nháp một chút xíu và sau đó đi lái xe. Mục tiêu của cái con game này là như vậy. Thì khi mọi người vào group của con game này thì mọi người sẽ có thấy là nó sẽ có hai loại. Một loại là có cái chữ Ring đằng trước, còn một loại là không. Ring là xỉn ấy. Ring là uống là xỉn ấy. Đấy, thì trong này bây giờ tôi sẽ phải lấy một cái ly. À, uống rượu thôi mọi người. Hôm nay là ngày đi làm về, hôm nay đi làm về đầu cần công việc hơi mệt nên là tôi sẽ quyết định đi uống rượu. Tôi sẽ quyết định đi vô để vô quán này uống rượu. Quán này hay là một cái là cô tự pha tự uống được nha. Đấy, cô tự pha tự uống được. Ở đây thì nó sẽ có nhiều loại, ví dụ như là Blotchaka, Blot Massacre, Blot Fennel, Fennel. Đi ra chỗ khác coi, đang coi thử không có được brew. Nói chung thật sự ra thì tôi không có uống rượu nhiều nên tôi cũng chả biết mấy cái thứ này, cái thứ nào mà nó nặng nhất. Ở bên này thì nó lại có rượu trái cây đây mọi người. Đây, thật ra không phải rượu trái cây mà là nước trái cây. Nước trái cây, thật ra nước trái cây thì nó sẽ có ga nha, chỉ có điều là uống nhiều khi là nó sẽ không có xỉn bằng rượu thôi. Đấy, tôi sẽ uống vodka, nghe quen ha. Nghe quen ha, tôi cầm cái này lên được, tôi xong tôi rót vô kiểu gì ta. Ủa, sao nó không được nhỉ? Giờ phải lấy ly nào mới được? Glass fancy này được không? Cũng méo được luôn. Ủa thì heo gì, uống kiểu gì giờ? Red Solo Cup hả? Đâu, để cầm thử coi. À được nè. Is. Phải như thế nó mới chịu. À pha được luôn. Ôi trời, tôi là bartender, tôi pha được nha mọi người. Tôi pha được. Sau đó, hiện tại bây giờ cô chưa có xe hơi đâu nên là chút nữa tôi sẽ đi mua xe hơi sau. À, cái này là cô đang ở đây là cô đang làm bartender nè. Ải, tại vì cô để đây à, khoan để tôi bật cái cam lên cái hả, để cam lên cho mọi người biết là chút nữa mặt tôi nó xỉn như thế nào. Đấy, bật lên. Rồi mấy cái thứ này có thể xài được cái thứ gì không? Hình như là không đúng không? Rồi uống luôn. Tự pha tự uống thôi chứ biết sao giờ đây. Đồ xỉn nó sẽ nằm ở dưới đây nha mọi người, đồ xỉn nó sẽ nằm ở dưới đây. Uống vô. Khi mà mình lên được cái mức này đó. Mọi người thấy chắc là mọi người chưa ở đây, hầu như mọi người chưa sẽ không biết cái cảm giác xỉn nó như thế nào. Đấy. Nhưng mà nói chung là không nên thử. Don't try it at home. Don't try it at public. Đừng thử bên ngoài, má công. Nói chung là mưa đã uống rượu bia là không nên lái xe nha mọi người. Nếu như mà cứ uống nữa là tôi sẽ bị quắc cần câu, gọi là xỉn nè, lên tới mức này gọi là xỉn nè. Nguy hiểm rồi, tới mức này là nguy hiểm lắm rồi. Đấy, mọi người nên lưu ý nha. Đã xỉn là không được lái xe. À, để coi tôi mua một chiếc sedan, một cái hatchback, sedan hatchback 7.500 cộng thêm một chiếc, thôi kệ thôi, tôi lấy chiếc này ra tôi lái thử đi. Coi nè mọi người, nó khi xỉn nó sẽ lái như thế nào nè. Hả? Có công người được không vậy? Ôi ôi, này nè, tôi đang lái thẳng đó mọi người. Xỉn phát cái nó lệnh quăng bên liền à, nó lệnh quăng bên liền à. Không lái được. Mọi người thấy nó sự nguy hiểm chưa? Đã xỉn là không được lái xe. Ôi trời ơi. Thôi đụng người. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. No 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 no. Holy shit. Tôi đang làm cái gì bên nét ra. No. What the hell. Tham thanh niên còn sống mọi người, thanh niên còn sống. Ơ kìa. Nằm dưới gầm xe luôn rồi. What the hell. Ôi không nên nha mọi người, không nên nha mọi người, không nên. Đã uống rượu là không được lái xe nha mọi người. Nguyên tắc luôn, nguyên tắc sống còn luôn, đã uống rượu là không được lái xe. Thôi, lái không được rồi mà, cho bớt xỉn giùm cái coi. Ôi giời ơi.
bể xe luôn rồi. Mình mà khoan từ từ, làm sao để mình có tiền ta? À, ở đây cô thấy là mình có thể đi cướp ngân hàng được nè. Đây cô xin đi tới đây. Quan trọng là quan trọng là cô lái không có được. Tôi không lái được, làm sao mà cô đi đây? Tôi không có lái được, lạng quá. Bây giờ phải vừa lái cho. Sao đồ đây? Ôi ôi, cái này bị cán nè đúng không? Cái này là bị cán nè, chắc luôn. Ê, đụng người, từ từ nha, làm sao? Ủa cái chỗ mà để à, đây nhà băng đây, nhà băng đây. Phải cướp tiền để tôi mua xe thôi mọi người ơi. Kiếm cái xe nằm nhiều tiền tí. Xúc. Vô. Quên. Mình làm gì có súng. Thôi, xỉn đi cướp ngân hàng không cần súng. Má tèo, xỉn đi cướp ngân hàng không cần súng mới kinh chứ, thề. Ok. Ủa sao vậy? Má tèo, đùa nhau à. Chưa kịp làm gì hết mà. Ê, nó đóng cửa bà đó rồi. Ôi chưa kịp làm cái gì hết, nó cướp bà đó rồi. Nó kỳ thế. Ơi, cứ phải đi qua chỗ khác thôi, chừng nào mới hết xỉn đây. Ở đây cô thấy là nó có cái hết luôn rồi. Trời ơi, còn chỗ nào còn nữa đâu. Trời ơi nha, bên này còn. Có súng, từ từ. Chỗ này là cái gì? Nhớ được không? Trời ơi, xỉn tới mức này luôn á chứ. Ok, xuống thôi. Xỉn quá rồi. Không biết mọi người bên ngoài nhìn có thấy giống tôi đang xỉn không nữa chứ. Drop. À, mình drop ở đây được. Ok, nó có nhiều xài nhiều thì biết sao giờ. Drop xong có tiền mới đi vô mua. Cái gì vậy? Gất mức nết luôn. Hey. Cái thật sự. Được rồi. Mình phải đi từ nha. Lẫm này lên, pha nhiều vô. Uống. Chà, rượu này nhẹ quá cả. Tính ra rượu này nhẹ quá. Nhẹ đô quá. À, quên lộn, tự nhiên tôi đang cần cái kia mà làm quá giờ tôi phải đi uống bia chứ trời. Phải đi cướp thành công mới uống bia chứ. Được rồi, làm lại thôi. Từ nha, tôi phải đi mua súng cái. Súng nằm đây đúng không? Thằng kia được lắm. À đây. Ở đây là jewelry, tôi vô đây tôi cướp cho rồi. Xỉn à, thanh niên này xỉn à. Ok, sao vô? How to vô? Vô kiểu gì? Làm sao vô được ta? À đây, vô bằng đường này chứ. Mình phải phá vỡ, mình phải đập bể. Rồi, ôi, phải đập bể gì luôn hả? Rồi sao nữa? Ủa rồi sao nữa? Ủa? Hình như là phải có cái gì mình mới cướp được chứ đúng không? Chứ vậy thì cô đâu có cướp được. Hay là phải bấm vô đây? Méo phải luôn. Ở kia làm sao mà cướp? Cướp kiểu gì giờ? Không được. Từ, cô nghĩ là mình phải có vũ khí. Xe mất đâu bà đó rồi. Mất đâu cái xe rồi. Ôi giời ơi, mất cái xe luôn, hay sự chứ. Ok, không sao. Chúng ta sẽ làm lại thôi. Mọi người nên nhớ nha mọi người. Trong này là không có được thử ra ngoài đường, không được thử đâu. Thử rất là nguy hiểm. Shoot display key, thấy không? Shoot, phải shoot, nó kêu phải shoot. Shoot, súng đâu mà shoot. Súng đâu mà băng. Khổ quá, phải đi mua súng nữa. Rồi, ok. Vô cái cửa mở cào lao thiệt chứ. Rồi, à, một cây súng không động. Một cây Glock không đồng, ok. Tiền ít mà cần gì, tiền ít làm gì có dụng mà hít được cái thơm đúng không? Tiền nhiều lắm hít cái thơm chứ tiền ít thì thôi. Mình có nhiêu mình xài nhiêu. Ngân hàng hình như mở cửa rồi đó mọi người. Ngân hàng hình như mở cửa rồi. Không, nhưng mà giờ tôi đi qua tôi chọn cái thằng. Trời ơi, cuộc đồng xè rồi đó bạn.
thằng này xỉn chắc luôn. Thằng này nó xỉn rồi. Ok, xúc vô. Ấy. Trời ơi, ăn trộm gì mà lâu vậy? Đùa. Ăn trộm gì có 5.000 à? Đùa. Đùa thiệt chứ. Khoan, ở đây có cục bự hơn nè. Ấy. Ủa là không được. What the hell, là không được. Tôi cứ tưởng đó là hút được chứ hóa ra là hút không được. Ê, đừng có thằng nào nó cầm súng vô nó bắn tôi nha trời. Ủa là ăn trộm chưa? À đủ tiền rồi, đủ tiền rồi, đủ tiền rồi, đủ tiền rồi. Oh, jewelry delivery, ok, hiểu. Cắt cái súng đi. À, mình phải lên đây mình lái chứ đi vậy, đúng không? Rồi, rồi, ok, ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Mình phải mang tiền tới đây. Sau khi đủ tiền rồi tôi sẽ mua cái cây, không phải. Sau khi đủ tiền, có tiền rồi tôi sẽ đi vô uống thêm một lần nữa. Má, cái gì mà xa vậy? Căn cứ gì mà xa vậy? Đùa. À không xa lắm, không xa lắm, cũng được, không xa lắm, cũng được. Ấy, ngon ngay. Đi bà thôi, đi bà thôi. Trời ơi. Được đấy. Con game 17 cộng thì ok. Bởi vì con game này chỉ dành cho 17 cộng thôi. Từ từ nha. Không xỉn mà lái nó cũng cào lao thì cái chứ mọi người thấy chưa? Không xỉn mà lái nó cũng cào lao ghê. Thôi không lái mày nữa đâu. Cũng may mình còn cái ly ở đây để mình uống cho đủ luôn. Dứt vô. Dứt vô. Xỉn rồi. Hết rồi. Ok, tôi sẽ mua một cái xe này. Xì bo ra liền. Ok chưa? Mọi người thấy ok chưa? Ngân hàng hình như mở cửa rồi, tôi sẽ vô ngân hàng. Đấy, ok, vô. Xỉn rồi, chỉ có xỉn là mới đi vô ngân hàng được. Tôi không biết nó mở cửa chưa? À mở ra nè. Tôi sẽ cầm súng trước nha. Tôi quế mấy thanh niên hồi nãy lắm. Nó vô nó bắn tôi ấy, chứ chẳng đùa đâu. Nó kêu là proceed là vào. Xỉn có bắn chật má ơi. Ôi, xỉn sao mà đi. À không đi được. Xỉn quá. Xỉn quá không có thấy đường mà làm. Ôi, xỉn. Lần đầu tiên xỉn mà lại. Ủa đi đường nào? Qua được không? Qua. Ok được. Xỉn. Cây thế là xỉn đây. Xỉn nhảy ốc bay ốc cũng được. Ok hết xỉn rồi. Cây vãi chướng. Ồ cứng ra cô thấy là mình đi cướp cái kia ngon hơn chứ nhỉ. Đúng không? Cướp kia ngon hơn nhiều. Phải đi cướp này không được nhiều đó, có 4.000 à. Bèo dữ trời. Ok full rồi. Không biết đụng này vô mất. Đóng cửa đây đi. Thôi đóng luôn. Ai mướn đâu mà đóng giùm. Đâu ai mướn. Này qua sao? Qua hướng bên này chứ đúng không? Ôi. Ok man. Rồi sao không? Cầm cái súng ở trước chứ. Thôi khỏi đi. Bây giờ tôi tập trung tôi chạy luôn cho rồi đi. À, mang tiền ra đâu ta? Nó kêu mình mang tiền đi ra đâu nhỉ? Tôi không biết là mình sẽ phải mang tiền đi ra đâu luôn á. Thôi. À, mở cái này ra. Đi ra lấy cái xe. Rồi mang tiền đi cái đâu nhỉ? Ê, ít ra cũng phải chỉ cho tôi biết là mình sẽ phải mang tiền đi đâu cả. Hay là mang tiền tới à không, cái chỗ này là quán bar, cái chỗ này là quán bar. Ủa mang tiền đi đâu? Hay là à hình như là lượm xong là nó vô luôn mà. À hình như lượm xong là nó vô luôn. Yes. Nó lượm xong là nó vô luôn. Từ từ. Đi vô tôi pha thêm một ly cái. Nè. Nói chung là làm được cái thứ hai thì mình uống tiếp thôi. Ấy. Pha rồi, quất liên. Nói chung còn nhiều xài nhiều thôi mọi người ơi. Còn nhiều xài nhiều thôi. Cho nó xỉn luôn. Mở miệng thì kêu lại lái. Đã xỉn là không được lái xe.
ở đây uống quá gì đúng rồi vậy. Mấy em hiểu luôn, mấy hiểu đây, mấy hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời ơi, nó cán người kìa, làm ăn gì đó chán thiệt sự. Ok, mày là thằng nào vậy? Bắn! Trời ơi, hụt quá bắn hụt, say xỉn quá bắn hụt má ơi. Ôi trời ơi, xỉn quá bắn hụt. Ôi trời ơi, xỉn bắn hụt. Chết mày đi con, mày dám đi ăn chỗ mà. Quên lộn, mình với nó cùng phe mà. Ôi nó bắn, nó tôi xỉn mà tôi còn bắn chín, tôi còn bắn chết rồi nữa mà. Ôi tôi tưởng thế nào, anh cười bắp thôi. Vô ấy bây giờ là tôi drop được rồi. Ủa có người cũng 17 cộng rồi kìa. Ủa có người 17 cộng vô luôn kìa, what the hell. Cũng đã đăng ký 17 cộng rồi đấy, thanh niên này cũng đã đăng ký 17 cộng rồi đấy. Tôi không biết là đăng ký kiểu gì thôi. Một là thanh niên này đã trên 17 tuổi thật, hai là thanh niên này là theo kiểu là mượn chứng minh nhân dân của ba mẹ để làm. Trời mẹ ơi, cộng cái gì mà có 350 giây. Đồ à, cộng 350 còn không đủ tiền để đi uống rượu nữa. Ấy thiệt sự. Ở đây theo tôi thấy thì mình chỉ có từ nha, ở đây nó còn cái gì nữa nè. Này mình vô được không? Vô được. Ý, từ từ. Oh. Hết xỉn rồi. Ngon, hết xỉn là được rồi. Khoan từ từ. Find the callless available price là gì ta? À. Thôi vậy luôn hả? À, available price là những cái thùng hàng có giá trị. Mẹ ơi. Đây. Thùng hàng có giá trị đây, hư cấu, mọi người thấy hư cấu không? Ôi, mọi người thấy hư cấu chưa? Thùng container có không? Không, chắc thùng container là không có đâu. À, đủ rồi. Ê, cũng chỉ có nhiêu đây thôi hả? Ít quá vậy. Bèo quá. Bèo quá trời bèo luôn. Rồi, mở ra đi. Xong rồi đó. Rồi quan trọng là mình sẽ đi đâu ta? Ủa quên lộn, mình này chứ. Quan trọng là mình đi đâu để mà mình delivery. À cũng là delivery ra chỗ kia đó. Cái này giống như đem. Thôi thứ đứa nào xỉn cán chết nó chân dần chúng. Đùa thiệt chứ. What the hell. Quá trời đùa luôn á thầy. Rồi nó cầm súng nó đi, nó xả người thường kìa. Thằng kia nó bị điên rồi. Con game này nó còn tàn ác hơn cái GTA nữa. Rồi, sao? Ê, lộn. Bại. Ê, rồi, ăn mừng thêm một lần cuối thì tôi sẽ đi vô đây, tôi húp thêm lộn, tôi uống thêm một miếng nữa. Uống chai vodka. À, với cái chai này. Đấy, gọi giúp. Đấy, rồi, ok. Chắc tôi sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên like cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.